Dư Quách Trà là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp và năng động. Hiện tại, Quách Trà đang là sinh viên năm nhất tại Đại học Văn hóa Hà Nội, đồng thời cô nàng cũng là một mẫu ảnh trẻ tuổi xinh đẹp được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm và yêu mến. Trước đây cô nàng hot girl nổi lên nhờ vào bức ảnh thẻ xinh xắn khiến cộng đồng mạng dậy sóng, thời điểm đó cô được mệnh danh là hot girl ảnh thẻ. Khi đăng hình ảnh thẻ trên mạng xã hội, người xem dễ bị hút hồn bởi ánh mắt có chiều sâu, nét mặt khả ái của nữ sinh lớp 12 này. Bởi vậy, với gần 60.000 người theo dõi trên Instagram, Quách Trà nhận được không ít lời khen như: ảnh thẻ nhà người ta, chụp ở đâu mà xinh vậy, nhìn là muốn phát phiếu bé ngoan ngay, xinh xuất sắc. Quách Trà sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười quyến rũ. Không những thế, Quách Trà còn sở hữu một chiều cao cân đối với số đo 3 vòng hoàn hảo nên Quách Trà luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người ngay từ lần đầu gặp mặt. Với nhan sắc trong trẻo cùng với phong cách thời trang nóng bỏng sexy nên Dư Quách Trà nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Và những thông tin về cô nàng hot girl sinh năm 2003 cũng đã trở thành đề tài được rất nhiều người quan tâm. Thời gian gần đây, Quách Trà càng được đông đảo mọi người biết đến nhiều hơn khi những hình ảnh xinh đẹp của em được chia sẻ trên các hội nhóm, các diễn đàn ngắm trai xinh và gái đẹp. Ngay lập tức bức hình nhận về vài ngàn lượt yêu thích, cũng như trang cá nhân tăng lượng follow một cách đáng kể. Hiện tại, cô nàng hot girl Hà Tĩnh này đang sở hữu trang cá nhân Instagram với hơn 60.000 người theo dõi. Ngoài thời gian học tập tại trường, Quách Trà còn nhận thêm các công việc khác như là mẫu ảnh, mẫu quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thời trang và mỹ phẩm có tiếng dành cho tuổi teen. Công việc này vừa giúp Quách Trà được thỏa mãn với niềm đam mê chụp hình của mình, vừa giúp cho Quách Trà có được một khoản thu nhập đáng kể để trang trải chi phí sinh hoạt, học tập cũng như mua sắm cho mình những món đồ mà cô yêu thích.